lời Chúa theo Thánh Marco chương 15 từ câu 1 đến câu 39. Vừa tảng sáng, các thượng tế đã họp bàn với các kỳ mục và kinh sư, tức là toàn thể thượng hội đồng. Sau đó, họ trói Đức Giêsu lại và giải nộp cho ông Phi-la-tô. Ông Phi-la-tô hỏi người: "Ông là vua dân Do Thái sao?" Người trả lời: "Đúng như ông nói đó." Các thượng tế tố cáo người nhiều tội, nên ông Phi-la-tô lại hỏi người: "Ông không trả lời gì sao? Nghe kìa, họ tố cáo ông biết bao nhiêu tội." Nhưng Đức Giêsu không trả lời nào cả, khiến Phi-la-tô phải ngạc nhiên. Vào mỗi dịp lễ lớn, ông thường phóng thích cho dân một người tù tùy ý họ xin. Khi ấy có một người tên là Ba-ra-ba đang bị giam với những tên phiến loạn đã giết người trong một vụ nổi dậy. Đám đông kéo nhau lên yêu cầu tổng chứng ban ân xá như thường lệ. Đáp lời họ yêu cầu, Phi-la-tô hỏi: "Các ông có muốn ta phóng thích cho các ông vua dân Do Thái không?" Bởi vì ông thừa biết chỉ vì ghen tị mà các thượng tế nộp người. Nhưng các thượng tế xách động đám đông đòi ông Phi-la-tô phóng thích tên Ba-ra-ba thì hơn. Ông Phi-la-tô lại hỏi: "Vậy ta phải xử thế nào với người mà các ông gọi là vua dân Do Thái?" Họ la lên: "Đóng đinh nó vào thập giá." Ông Phi-la-tô lại hỏi: "Nhưng ông ấy đã làm điều gì gian ác?" Họ càng la to hơn: "Đóng đinh nó vào thập giá." Vì muốn chiều lòng đám đông, ông Phi-la-tô phóng thích tên Ba-ra-ba, truyền đánh đòn Đức Giê-xu rồi trao người cho họ đóng đinh vào thập giá. Lính điều Đức Giê-xu đi vào bên trong công trường, tức là dinh tổng chấn, tập trung cả cơ đội lại. Chúng khoác cho người một tấm vải điều và kết một vòng gai làm vương niệm đặt trên đầu người. Rồi chúng bái chào người: "Vạn tuế, Đức vua dân Do Thái." Chúng lấy cây sậy đập lên đầu người, khạc nhổ vào người và quỳ gối bái lạy. Chế giễu chán, chúng lột áo điều ra và cho người mặc áo lại như trước. Sau đó chúng dẫn người đi để đóng đinh vào thập giá. Lúc ấy có một người từ miền quê lên đi ngang qua đó, tên là Simon, gốc Kyrene. Ông là thân phụ ông Alexander và Rufo. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Đức Giêsu. Chúng đưa người lên một nơi gọi là Golgotha, nghĩa là đồi sọ. Chúng trao rượu pha mục dược cho người, nhưng người không uống. Chúng đóng đinh người vào thập giá, rồi đem áo người ra bắt thăm mà chia nhau, xem ai được cái gì. Lúc chúng đóng đinh người là giờ thứ ba, bản án xử tội người viết rằng: "Vua người Do Thái." Bên cạnh người, chúng còn đóng đinh hai tên cướp, một tên bên phải, một tên bên trái. Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: "Người bị liệt vào hàng những kẻ tên phạm pháp." Kẻ qua người lại đều nhục mạ người, vừa lắc đầu vừa nói: "Ê, mi là kẻ phá đền thờ và nội trong ba ngày xây lại được, có giỏi thì xuống khỏi thập giá và cứu mình đi." Các thượng tế và các kinh sư cũng chế giễu người như vậy. Họ nói với nhau: "Hắn đã cứu được thiên hạ mà chẳng cứu nổi mình. Ông Kitô, vua Israel, cứ xuống khỏi thập giá ngay đi để chúng tôi thấy và tin." Cả những tên cùng chịu đóng đinh với người cũng nhục mạ người. Bấy giờ, vào giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Đức Giêsu kêu lớn tiếng: "Eloi, Eloi, lama sabachthani?" Nghĩa là: "Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?" Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói: "Kìa, hắn kêu cứu ông Elia." Rồi có một kẻ chạy đi lấy một miếng bọt biển thấm đầy giấm, cắm vào một cây sậy, đưa lên cho người uống mà nói: "Để xem ông Elia có đem hắn xuống không." Đức Giêsu lại kêu một tiếng lớn, rồi tắt hơi thở. Bức màn trướng trong đền thờ bỗng xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Viên đại đội trưởng đứng đối diện với Đức Giêsu thấy người tắt thở như vậy liền nói: "Quả thật, người này là con Thiên Chúa." Quý vị và các bạn thân mến,
là một người bị kết án, Chúa Giêsu không có quyền gì. Những người lính được cho tự do hành xử người theo ý họ. Chắc chắn những người lính này là những người mạnh mẽ, thô bạo và quen với việc dùng vũ lực. Sự chế nhạo của họ đối với Đức Giêsu đích thực là trò tiêu khiển. Tấm áo điều là tấm áo màu tím biếc của hoàng gia. Vòng gai có thể gây thương tích, nhưng nó biểu thị vương niệm của vua chúa trong hoàng tộc. Lời chào vạn tuế đức vua dân Do Thái bắt chước lời chào vạn tuế Caesar. Cây sậy đập lên đầu Đức Giêsu có thể không gây thương tích, nhưng nó gợi ý một vương trượng của vua. Sự khạc nhổ có thể là bắt chước một nụ hôn, một sự kính trọng. Những người lính đã quỳ gối bái lạy Chúa Giêsu. Mỗi một hành động trong số đó đều nhằm chế nhạo Đức Giêsu khi người được coi là giả mạo đối với hoàng tộc. Nhưng thật chớ trêu, Đức Giêsu thực sự là một vị vua được Thiên Chúa sức dầu và được tôn vinh. Người đích thực là vua dân Do Thái, là vua của toàn thể nhân loại, là vua của mỗi người chúng ta. Người là vua của tình yêu, bởi người đã chết vì yêu. Người là vua của sự tha thứ, vì người đã thực sự tha thứ. Người là vua không phải vì người mang trên mình những thứ được cho là của hoàng gia, nhưng là mang trên mình mỗi người chúng ta. Quân lính dẫn người đi đóng đinh vào thập giá cũng chính là người đã mang lấy tất cả nỗi khổ đau của chúng ta đi. Một người, một mình người đi, một mình người chịu. Và tất cả chúng ta được sống, còn tình yêu nào vĩ đại và cao cả hơn tình yêu của Chúa dành cho chúng ta?